Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến rồi các bạn ơi. Không khí náo nức của mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Theo như thông lệ, năm nào mình cũng sẽ kho một nồi thịt kho tàu hột vịt truyền thống cho gia đình ăn Tết. Năm nay mời các bạn cùng mình vào bếp để kho một nồi thịt kho tàu ngon tuyệt, mềm rục và chuẩn vị nhất có thể nha. Chúc các bạn một mùa xuân ấm áp tròn đầy cùng gia đình thân yêu nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để kho được nồi thịt ngon, khâu chọn thịt cũng khá quan trọng đó các bạn. Nên chọn thịt ba rọi rút xương là ngon nhất nha. Lợi thế là nhờ cọng xương bên trên được rút ra nên phần thịt dày và có nạc nhiều, ăn sẽ đỡ ngán hơn thịt ba chỉ. Khi cắt ra cục thịt lớn trông sẽ đẹp mắt hơn, bảo đảm tính thẩm mỹ khi bày mâm cỗ trong ngày Tết. Thịt này mình mua họ đã cắt sẵn ra như thế này rồi nè các bạn. Ở Mỹ thì mình khó tìm mua được miếng thịt vừa ý lắm. Mình nghĩ ở Việt Nam rất dễ tìm mua ha các bạn. Các bạn dùng muối chà đều lên phần da và dùng dao cạo thật kỹ nha. Sau đó thì mình rửa qua nước muối và giấm pha loãng, rồi mình rửa lại cho thiệt là sạch nha. Bây giờ mình cắt thịt thành từng miếng vuông hoặc là chữ nhật tùy ý nha các bạn. Đối với khổ thịt này, mình cắt khoảng 5-6cm là được ha. Cắt như vậy nè các bạn. Thêm khâu sơ chế nữa là trụn thịt, cho nước sôi vào nồi trụn cho nhanh ha. Cho thịt vào trụng trong 1 phút là được nha. Khi thịt bắt đầu sôi trở lại thì mình tắt bếp, vớt thịt ra, đem đi rửa lại một lần nữa và để cho ráo nước. Trước khi ướp thịt thì mình cắt hành cho vào cối nè. Rồi đến tỏi và khoảng 7 trái ớt tươi. Mình đã lấy hạt ra cho đỡ cay rồi đó. Lượng ớt mình cho vô không hề bị cay đâu nha các bạn, yên tâm nha. Nếu có ớt sừng loại cay ít thì các bạn dùng nha. Cho vô một chút nước cho dễ xay ha. Mình xay nhuyễn tất cả. Sau đó dùng rây hoặc là vải lược để vắt lấy phần nước. Nếu mình ướp luôn xác vào cũng được, nhưng nước kho sẽ bị đục không ngon nha các bạn. Còn xác này thì các bạn dùng để sử dụng cho món ăn khác ha. Thịt bây giờ cũng đã ráo nước rồi thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Với lượng thịt là 1,5kg, mình sẽ ướp vào đây. Nửa muỗng canh muối khoảng 10g, mình dùng muối hồng nha các bạn. 2 muỗng canh đường 30g. 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này nhà làm nên không quá đậm và không bị đắng đâu. Mình có để link bên dưới phần mô tả, bạn nào cần thì vào tham khảo nha. 4 muỗng canh nước mắm. 3 muỗng canh nước hành, tỏi, ớt. Mình bao tay vào trộn và massage đều để thịt dễ ngấm gia vị nha. Thường thì kho thịt truyền thống á, mình không sử dụng bột nêm nha các bạn. Ngày xưa chưa có bột nêm, mẹ mình kho muối với nước mắm vẫn ngon nha các bạn. Cứ sau 15 phút thì các bạn trộn lên để thịt ngấm gia vị đều ha. Sau 30 phút thịt đã thấm rồi thì mình áp chảo thịt nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Sau đó mình cho thịt vào. Xin thông báo đến tất cả khán giả yêu thương. Hiện nay kênh TikTok chính thức của mình là Cô Ba Bình Dương Channel và Facebook chính thức là Cô Ba Bình Dương Channel Bí Quyết Nấu Ăn. Những kênh có tên nhại theo lấy danh nghĩa và video của mình cắt xén để re-up đều là giả mạo. Mong các bạn hết sức chú ý khi follow TikTok và Facebook Cô Ba Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn. Mình cho thịt vào đảo đều 4 mặt cho thịt săn lại và vàng nhẹ như vậy là được ha. Mình xếp thịt qua nồi để kho luôn nè.
Còn nước ướp thịt thì mình đun sôi và cho vào nồi thịt luôn. Kế đến thì mình cho vào 1 lít nước dừa và 800ml nước. Tiếp tục mình cho vào 2 củ hành tím và khoảng 5 tép tỏi để nước kho được thơm hơn. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi rồi mình hất bọt cho sạch ha. Nêm vào đây 4 muỗng canh nước mắm ngon, khoảng 60ml. Mình dùng nước mắm Phú Quốc loại 30 độ đạm đó các bạn. Sau đó mình dùng một chiếc đũa gác lên thành nồi, đậy nắp hở như vậy, giúp nồi thịt không thoát hơi nước quá nhiều, nước thịt trong và thịt cũng nhanh mềm hơn, đồng thời những miếng thịt nổi lên trên mặt sẽ không bị đen nha. Các bạn cũng có thể dùng lá chuối hoặc là giấy nến đậy lên mặt thịt cũng được luôn. Mình hạ lửa dưới mức trung bình và ninh cho thịt mềm. Sau 1 tiếng thì mình vớt hành tím và tỏi bỏ ra. Trứng mình đã luộc và bóc vỏ sạch rồi. Mình cho vào lúc này để tiếp tục kho chung nhé các bạn. Thêm sau 30 phút nữa, thịt cũng đã mềm và trứng cũng đã thấm. Mình thử nước kho, theo mình rất là vừa. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Lượng nước kho còn lại trong nồi khoảng một nửa lượng nước ban đầu là được. Mình tắt bếp luôn. Chỉ sau 1 giờ 30 phút, mình đã có được nồi thịt kho ngon lành cho cả nhà rồi các bạn. Mình dùng nồi gang tráng men nên nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Nếu dùng nồi bình thường các bạn nên thêm thời gian kho ha. Nó mềm như ý là được nha các bạn. Các bạn nhìn có hấp dẫn chưa nè? Thịt mềm nhưng không bị rã, vẫn còn nguyên khối. Màu nâu đỏ đẹp mắt, không bị đen. Mùi rất thơm đặc trưng của thịt kho tàu. Vị mặn ngọt vừa vặn lắm các bạn. Thịt kho tàu ngày Tết thường ăn với cơm, với bánh tét, bánh chưng đều hấp dẫn. Nước thịt kho dùng để chấm với dưa giá, cải chua, rau sống bánh tráng rất ngon, không bao giờ ngán luôn nha. Ngày xưa chưa có tủ lạnh, mẹ mình thường bảo quản bằng cách hâm lại mỗi ngày. Vì thế nước bị đậm màu, dễ bị mặn, thịt bị đen và quá rượu dễ ngán lắm. Giờ có tủ lạnh rồi, khi kho xong chờ nguội hẳn, các bạn cho vào từng hộp đậy kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn múc ra phần đủ dùng và quay lại trong lò vi sóng khoảng 3 phút là thịt ngon như mới luôn. Chúc các bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, sung túc và thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!